Hiện nay trên mạng xã hội có nhiều người, trong đó có cả những người nổi tiếng, chia sẻ các thông tin như là số này gọi đến, ta chỉ cần bấm nhấn cuộc gọi là mất hết tiền trong tài khoản, vì nó là trí tuệ nhân tạo, có khả năng lục tìm mọi bí mật trong điện thoại của ta, mà nó tập trung tìm trong app banking, lấy mật khẩu để chuyển hết tiền từ tài khoản ngân hàng của ta qua tài khoản của bọn hackers. Xin vui lòng cảnh báo người thân, đợi nó tắt chuông rồi chặn số luôn. Phóng viên báo điện tử VOV trao đổi cùng với chuyên gia công nghệ Ngô Minh Hiếu, điều hành dự án chống lừa đảo về vấn đề này. Thưa ông, là trong thời gian gần đây, nhiều người mách nhau, thậm chí có cả những người nổi tiếng chia sẻ thông tin là chỉ cần bấm nhận cuộc gọi là mất tiền trong tài khoản hay là mất thông tin. Ông có ý kiến như thế nào đối với cái thông tin này ạ? Thực ra thì cái này thì hiện tại một số người họ nhận được những cái cuộc gọi mà có cái chữ mà Flash AI hoặc là những cái brand name hoặc là những cái cuộc gọi thương hiệu tương tự như vậy đấy, thì đa phần là nó chỉ là quảng cáo nè, thứ nhất là, thứ hai nữa là dẫn dụ lừa đảo thôi. Chứ còn mà khi mà gọi, cho dù là các bắt máy á, có mà mình có bắt máy lên đấy thì cũng sẽ không có mất tiền hay là mất thông tin tài khoản gì cả, trừ trường hợp là mình đưa cho người đó thôi. Chứ còn mình khi bắt máy lên cũng chả sao. Đấy. Còn những cái video hoặc là những cái clip hoặc là những bài viết mà đăng trên mạng xã hội, trên TikTok vân vân, thì đa phần là câu view và câu like thôi. Thực tế là cơ quan chức năng cũng như là báo chí truyền thông cũng đã thông tin rất nhiều về những cái sự việc như thế này. Song vẫn luôn có thêm những người bị mất tiền với mất thông tin. Vậy đối tượng lừa đảo có những cái mánh khóe gì để có thể dẫn dụ được người dùng thưa ông? Cái trường hợp mà bị mất tiền hoặc là bị mất thông tin cá nhân trên không gian mạng đấy, đa phần là khi mà nhận một cuộc gọi hoặc một tin nhắn đấy, thì cái kẻ lừa đảo họ sẽ dẫn dụ mình sang một cái app hoặc là một cái đường link. Thì sau đó mình nếu mà mình nhập thông tin đăng nhập của mình vào, như là tên tài khoản này, mật khẩu này, hoặc là thậm chí là mã OTP đi, là sẽ bị mất tiền trong tài khoản, mất luôn thông tin đăng nhập mạng xã hội hoặc là tài khoản email. Thì đó là trường hợp mà họ gửi cho mình một cái đường link hoặc một cái app đó. Còn không, ví dụ như mình khi mà mình đa phần là họ thường họ gọi xong đấy là họ sẽ kết bạn Zalo này, là sau đó thì họ mới dẫn dụ đưa ra những cái kịch bản đầu tư tài chính hoặc là những công việc việc nhẹ lương cao, hoặc là những cái nói chung là những cái khuyến mãi, nói chung là nó có vẻ là mang tính hấp dẫn, đánh vào lòng tham, đánh vào sự sợ hãi đấy. Thường là sau khi đó nó nói chuyện xong, thì ví dụ như nó có thể nói chuyện qua Facebook hoặc là qua Zalo xong, thì nó sau đó nó sẽ dẫn dụ sang Telegram đi. Mà khi dẫn dụ sang Telegram thì hầu như là những cái trường hợp như vậy là đa phần là hơn 90% là lừa đảo. Cho nên là cực kỳ khẩn trọng cái việc đó. Vậy chuyên gia có cái khuyến cáo gì cho người dân để có thể tránh tối đa được cái nguy cơ có thể bị lừa đảo dẫn đến mất tiền, mất tài khoản thưa ông? Thì khi mà nhận được những cuộc gọi mà có thể là giả ngân hàng đi ha, hoặc là những cái tin nhắn giả ngân hàng, thì nên dừng lại, tốt nhất là nên chậm lại để mà kiểm chứng. Kiểm chứng có thể là thông qua những cái nguồn trên báo chí này, trên Google nè, hoặc là trên những cái trang web của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, ví dụ như là trang web tín nhiệm mạng.vn nè, và trang không gian mạng.vn, hoặc là cái dự án chống lừa đảo.vn. Đấy, thì ngoài ra nữa thì khi mà mình bây giờ thì hầu hết thì mọi người ai cũng online nhiều, mua sắm cái gì cũng online, hoặc là đầu tư cũng vậy. Cho nên là cũng nên dành thời gian ra để mà tìm hiểu những cái thông tin chia sẻ ở trên cái trang web nó gọi là dấu hiệu lừa đảo.com. Thì cái trang web này là của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia kết hợp với lại Google để mà nâng cao nhận thức cho mọi người về những cái hình thức lừa đảo này. Thì đa phần lừa đảo bây giờ là đa phần là đánh vào lòng tham là thứ nhất, thứ hai nữa là đánh vào sự sợ hãi, thứ ba nữa là đánh vào cái sự hiếu kỳ tò mò của con người đấy. Cho nên là trên cái trang web đó nó sẽ chỉ rõ và có những cái bài tập cho mọi người có thể tránh khi mà nhận được những cái cuộc gọi nè,
hoặc là những cái tin nhắn lừa đảo. Tốt nhất là nên lên trên cái trang web nó gọi là chống thư rác.vn. Trang web này là của Cục An toàn thông tin, để mà mọi người có thể báo cáo những tin nhắn rác này, hoặc là những cái cuộc gọi rác quấy rối làm phiền, hoặc là quảng cáo, hoặc là thậm chí là lừa đảo đi, thì để mà cơ quan chức năng có thể thực hiện cái việc là khóa chặn và đưa ra cảnh báo kịp thời cho mọi người cảnh giác. Tại vì bây giờ hầu hết là những cái kẻ lừa đảo đa phần là họ dẫn dụ qua một cái app hoặc một cái đường link thôi, cho nên là chú ý không được cài bất kỳ một cái app hoặc ứng dụng điện thoại nào mà không có chính thống. Nếu ví dụ như một cái app đó nó không có ở trên cái cửa hàng Play đi ha của Google, hoặc là trên App Store của Apple, thì tốt nhất là không nên tải về. Đấy. Tại vì tải những cái app này về đa phần nó sẽ hỏi rất là nhiều quyền truy cập vào hệ thống về của thiết bị. Nó sẽ đánh cắp thông tin dữ liệu nhạy cảm. Là thứ nhất. Thứ hai nữa là những cái đường link, thì khi bây giờ họ dễ những đường link ngân hàng và những cái đường link về tổ chức tài chính rất là nhiều. Cho nên là khi nhận tin nhắn mà có chứa những đường link đấy, tốt nhất ấy, là nên kiểm chứng. Ví dụ như nó có liên quan tới cái ngân hàng hoặc là cái công ty mà mình đang giao dịch thương lượng gì đấy, có liên quan tới tài chính, thì tốt nhất là nên gọi điện thoại trực tiếp tới cái phòng chăm sóc khách hàng của cái công ty đó hoặc là cái ngân hàng đó để họ kiểm chứng. Đó, tại vì bây giờ họ dễ rất là nhiều. Đó, để tránh cái trường hợp là mình vào nhầm một cái đường link độc hại rồi sau đó là mình mất mất những cái thông tin tài khoản nhạy cảm. Thứ ba nữa, ví dụ như một cái trang web nào mà nó cứ hỏi mình ông mã OTP nè, và cái kẻ xấu cứ hỏi mình mã OTP đấy, là tốt nhất không nên cung cấp cho bất kỳ ai. Mà cái việc là mình nên giao dịch ở những cái trang web chính thống hoặc là cái app ngân hàng mà mình lâu nay mình đang sử dụng vậy thôi. Vâng, xin cảm ơn ông.